máy chạc máy xới dùng nước sâu các bạn ơi, quá trời luôn nè. Rồi nó bắn rồi kìa. Con này là đầu máy D28 nha các bạn, nó chạy rất là kinh luôn nè. Giờ là nó bò dưới nước nó chạy như là tàu chạy luôn nè các bạn. Bây giờ mấy bạn xem nha. Chạc xong rồi mấy bạn thấy y gan cái sâm không các bạn, như cái đầm lầy. Này mà trời mưa mưa mà không dám xuống tắm luôn các bạn, không dám lội xuống luôn, sợ cá sấu luôn, như cái biển vậy.
có kìa. Trời ơi là trời, mưa tắm mưa luôn các bạn, mưa rồi.